Cô gái đăng video nồi đường bị cháy, dân mạng vừa xem đã phát hiện dấu hiệu sức khỏe nghiêm trọng. Mới đây, một cô gái trong lúc nấu nồi nước đường để làm nước màu kho cá, do mải mê săn sale nên làm cháy hết nước đường đang nấu dang dở và cháy đen luôn cả cái nồi. Quá hoang mang không biết xử lý thế nào nên cô gái đã cầu cứu cộng đồng mạng cách để giải quyết nồi đường cháy đen. Mặc dù vẫn có nhiều người đưa ra phương án giải cứu nồi đường, chẳng hạn như chỉ có thể ngâm vào nước nóng, hoặc có nồi to hơn thì thả cái nồi nhỏ vào nồi nước to, đun nóng một chút là nó tan dần ra. Thế nhưng bên cạnh đó vẫn có không ít người quan tâm đến dấu sọc đen ở ngón tay của cô gái nhiều hơn. Theo một số ý kiến cho rằng dấu sọc đen trên ngón tay hoặc ngón chân bất thường không do va đập là biểu hiện của tình trạng sức khỏe kém hoặc có bệnh lý trong người, thậm chí là có nguy cơ bị ung thư da hay ung thư sắc tố. Cộng đồng mạng sau đó đề nghị cô gái nên đi bác sĩ để đánh giá lại tình trạng sức khỏe hiện tại của bản thân. Một số bình luận được mọi người để lại: móng tay mà có sọc đen thì rất có thể chị bị ung thư sắc tố đó, chị nên đi khám đi chị ơi. Hồi xưa mình cũng bị, cũng có đi khám rồi. Bác sĩ nói rối loạn sắc tố do thiếu canxi thôi. Sao bác sĩ cho uống canxi loại ống thủy tinh của trẻ con là hết ngay. Nghe mấy bà nói móng tay có sọc đen là bị ung thư da gì đó, mình cũng nhanh trí đưa tay lên coi, thì nhận ra tay mình đang để neo nên không coi được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.